Đường từ dạ dày đến nghĩa địa càng ngày càng gần. Trên tay tôi đang cầm một chai nước ngọt. Tôi sẽ vào test thử cho tất cả khán giả cùng biết nhé. Tôi đã đổ vào cái chậu rửa mặt. Thì sau 15 phút thì chậu rửa mặt sẽ thay đổi thành màu trắng tinh. Và tôi đã test thử cả cầu nhà vệ sinh nữa. Nếu con em chúng ta cũng như người lớn mà uống cái loại nước ngọt này vào thì hỏi rằng còn gì là dạ dày, còn gì là bao tử. Đặc biệt những người tiểu đường, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, áp huyết cao mà uống cái loại nước ngọt này thì rất là nguy hiểm. Vậy Nguyễn Diễn khuyến cáo cho tất cả khán giả không nên cho con em chúng ta và những người bị huyết áp cao, tiểu đường, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ sử dụng cái loại nước ngọt này. Mọi người hãy để lại bình luận, chia sẻ về loại nước ngọt này sẽ ảnh hưởng gì đến sức khỏe và đời sống của người dân và con trẻ của chúng ta.